Hải quân Mỹ phát hiện thêm 25 thủy thủ bị nhiễm virus corona trên chiếc hàng không mẫu hạm ghé thăm Việt Nam đầu tháng này. Truyền thông Mỹ loan tin ngày 27 tháng 3. Hiện tàu USS Theodore Roosevelt đã được lệnh cập bến đảo Guam để xét nghiệm toàn bộ 5.000 thủy thủ trên tàu. Chuyến cập cảng gần đây nhất là ở cảng Tiên Sa. Hai tuần trước khi Hải quân Mỹ thông báo có 3 ca đầu tiên xác nhận nhiễm virus corona trên tàu. Chỉ huy các hoạt động hải quân Mỹ nói, rất khó xác định được là thủy thủ nhiễm virus từ đâu, là vì có rất nhiều máy bay tới lui trên tàu Roosevelt, và rằng vào thời điểm diễn ra chuyến thăm Việt Nam, từ ngày 5 tới 9 tháng 3, Việt Nam chỉ có 16 ca nhiễm virus ở miền Bắc, nơi cách xa cảng Đà Nẵng hàng trăm cây số. Việt Nam hôm 26 tháng 3 nói rất quan tâm và đang tìm hiểu thông tin liên quan vụ việc số thủy thủ được xác nhận nhiễm virus corona tăng vọt chỉ 2 ngày sau khi ngũ giác đài công bố 3 trường hợp đầu tiên trên tàu Roosevelt. Đây là tàu sân bay thứ hai của Mỹ thăm Việt Nam kể từ sau năm 75 trong một chuyến thăm đánh dấu bước tiến tiếp theo của mối quan hệ Việt-Mỹ.